Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, Tân Ánh Bắc Giang gửi đến toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên cho các bác một cái lô hàng này các bác này. Đó là lô hàng kéo cắt cành trên cao nhé. Em mới về được lô hàng nhập khẩu bên hàng Trung nhé. Đây bên này này. Đấy, số lượng có rất là nhiều. Đây. Hôm nay là sẽ về cho các bác cái mẫu kéo cắt cành hàng nguyên danh. Hàng nguyên danh Đài Loan. Nó là 3 mẫu nhé các bác nhé, 3 mẫu. Đây. Mời các bác quan sát cụ thể này. Mẫu ngắn nhất. Đấy, mẫu ngắn nhất thì sẽ là mẫu 3 mét nhé. Mẫu 3 mét này các bác này. Tiếp theo là mẫu 4 mét này. Đấy, mẫu 4 mét này nhá. Mẫu 4 mét này. Và dài nhất thì sẽ là mẫu 5 mét các bác nhé. Mẫu 5 mét là mẫu này. Và các bác theo dõi này. Đợt này là em về toàn hàng đẹp thôi nhá. Đấy, hiệu bút thi que này. Lúc trước này em chỉ nhập được cái mẫu 3 mét cái hiệu này thôi. Thế còn mẫu 4 mét và mẫu 5 mét thì hiệu khác. Nhưng đợt này thì em đặt được toàn bộ cái mẫu hiệu này hết. Với cái hiệu hàng này các bác quan sát này. Nó rất là chắc chắn. Đây. Chắc chắn và dày dặn này các bác xem những cái lưỡi kéo này. Đấy, bản nó to này. Cái này thì em sẽ cho các bác xem cái cây 4 mét đi. Đấy, đây là cây 4 mét nhé các bác lưu ý này. Cây 4 mét thì nó sẽ dài là 2m3. Đấy, nó sẽ dài 2m3 nhé. Không ngắn rồi ấy, nó sẽ dài 2m3. Còn cây mà 3 mét thì khi mình không ngắn rồi thì nó sẽ dài là 1m8 nhé. 1m8. Em bằng quan sát con. Quan thấy không? Đấy nhá. Đấy. Cái lưỡi này rất là to và chắc chắn. Đấy, nữa to chắc chắn này. Cái này là cái khớp để mình rút nó lên. Nó sẽ có hai ống, một ống trên và ống dưới. Cái này là một khóa nhé, một khóa đây. Lưỡi dao rất sắc bén. Ở phía tay cầm đây. Đó, tay cầm này. Tay cầm này thì là đây. Bằng kim loại này. Và đặc biệt cái khóa này nữa cũng bằng kim loại các bác nhé. Đấy, cái hàng rẻ thì nó khóa bằng nhựa, hàng đặt này thì khóa bằng kim loại này. Đấy, vô cùng là chắc chắn này. Thế còn khi các bác dùng ấy thì các bác muốn kéo nó lên ấy thì các bác bấm vào cái này. Bấm vào cái này nhá. Các bác kéo lên. Kéo lên thì các bác lựa đúng cái lỗ. Đúng tầm lỗ này mình thả xuống, nó sập xuống. Khi nào mà nó sập chuẩn cái lỗ này ấy, thì cái mối liên kết này các bác thấy này. Mối liên kết của dây trên này này. Dây trên này là dây bẹt này. Và cái dây dưới, dây kéo dưới là dây tròn. Thì lúc đó là hai cái mối liên kết này nó mới dính vào nhau ở dưới dây tròn này. Đấy. Thì khi các bác sập đúng khớp như vậy thì ở phía trên kia kìa. Đấy, nó mới dính nhỉ. Thì cái lưỡi kéo nó mới nhấc nhả được ngay nhá. Đấy. Đấy, thế được rồi em. Thế 4 mét là có 2 khúc như này. Thế còn mẫu 3 mét thì cũng có 2 khúc. Và 4 mét thì là nó dài 2m3. Còn 3 mét thì nó dài 1m8. Đặc biệt hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái mẫu 5 mét này. Mẫu 5 mét cũng là hàng liên doanh này các bác này. Mẫu 5 mét này. Đó. Khóa cũng là bằng kim loại này. Và mẫu 5 mét thì nó sẽ to hơn. Và nó sẽ có 2 khúc cho các bác nhé. Mẫu 5 mét là sẽ có 2 khúc này. Đây em cậy một cái cho các bác xem. Có nghĩa là 2 khóa. 2 khóa thì đồng nghĩa với việc là có 3 khúc. Có 3 khúc luôn. Các bác đứng ở đây không nói chuyện với tay nhé. Đây. Đây không? Nó sẽ có 2 khóa nhé. Lưỡi to chắc chắn. Đấy. Theo cái vị trí này là vị trí nắp cưa rồi. Chẳng hạn như này nhé. Đầu tiên này các bác dùng ở khớp trên này. Đấy, các bác rút ra. Cái khớp dưới này ấy. Đây. Khớp này. Đấy nhá. Đấy. Có nghĩa là cái ống dưới này ấy là cái khúc thứ nhất này. Xong đây đến khúc thứ hai. Khúc thứ hai này chỉ có một đoạn như này thôi. Có một đoạn duy nhất. Cắm chốt vào cái là xong nhé. Đó, cắm chốt là xong. Thế còn đến khúc thứ ba này. Khúc thứ ba là khúc trên này các bác này. Đấy, khúc thứ ba này trên này nó sẽ có nhiều đoạn cho mình. Đây, khoảng 2 này. 40 phân. Khoảng gần 40 phân thì sẽ có một đốt để các bác sập cái khóa này vào. Đấy. Đấy, khúc thứ ba thì mới có nhiều chốt cho mình này. Đấy.
đây nhá, em ở đây quay cái mũi này. Khi mình khập sập tất cả vào các chốt đấy thì ở dưới cùng này đây, bóp vào kìa, à dưới cùng cái bóp này thì cái nứa này lúc này sẽ ăn nhá. Và khi các bác rút được hết cỡ của cả ba đốt này ra thì nó sẽ đạt cho các bác là chiều dài là 5m nhá. Đó là 5m thì nó sẽ đạt khoảng 4m8. Các bác quay xem này, đây tay vô cùng là chắc chắn nhá. Đấy, đối với thằng 5m thì nó là ống rất là to, rất là chắc chắn này. Nó có 3 khúc ấy. Đấy, 3 khúc. Đấy nhá. Đấy. Cái khúc các bạn lưu ý này, đây là khúc thứ nhất. Đây đây đây. Khúc thứ hai. Khúc thứ hai này chỉ có một chỗ nối duy nhất thôi nhé. Kéo dài hết cỡ ra thì mới nối lại, còn không thì sẽ sập ngắn như này. Đó. Sập ngắn nha. Thế còn đến khúc trên cùng ấy thì nó sẽ có nhiều đoạn hơn. Nó có 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ này, 4 lỗ này, 5 lỗ. Đấy, khúc trên cùng nó có 5 lỗ này. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, có 4 khúc ạ. Thì là mình kéo dài ra ở khúc trên cùng được. Còn cái khúc thứ hai nó sẽ có 1 khúc duy nhất thôi. Thì các bác khi mà các bác dùng thì các bác sẽ, đây nhá. Khi mà mình kéo cái ống trên xuống thì đồng thời mình cũng phải mở cái khóa dưới này ra nhé. Mở khóa dưới ra thì cái trên nó xuống được nhé. Đấy. Mở cả hai khóa ra. Đấy. Mở cả hai khóa ra thì dưới nó xuống được này. Đấy. Khi mình ngắn hết cỡ là nó như này. Đây. Mẫu ngắn hết cỡ đây nhé. Cái mẫu này thì em cũng chưa đo chính xác. Nhưng nó sẽ là 2m. Dài nhất khoảng 2m. À, điện thoại đây xem. Đấy, 4m thì nó là 2m3 đấy. Còn cái này thì nó mất đi 2 phân. Ở 2m1 các bác nhé. Cái mẫu 5m này, 5m ngắn nhất thì nó khoảng 2m1. Đây. Tại vì nó có 3 khúc nên mà thu ngắn lại là sẽ ngắn hơn cả cái 4m. Còn cái 4m này chỉ có 2 khúc thôi. Đối với hàng này thì nó là dày dặn là 1 này, chắc chắn là 2 này. Mà nó là hàng liên doanh thì giá cũng bình dân thôi. Đấy, nha các bác nhé. 3 mẫu, 3m, 4m và 5m các bác nhé. Rồi đến thời điểm cuối video này em sẽ báo giá cụ thể cho các bác 3 cái mẫu này để các bác nắm được, các bác mua hàng nhé. Đối với cái mẫu 3m thì giá của nó sẽ là 450.000 nhé. Mẫu 3m này. Còn cái mẫu 4m thì là sẽ là 550.000. Đấy, 550.000 cho cái mẫu 4m. Còn cái mẫu 5m, mẫu 5m là mẫu dài nhất này thì giá sẽ là 800.000 nhé. Đấy, 800.000. Tất cả 3 mẫu đầu hiệu này hết nhé. Hàng đẹp đấy các bác này. Dày dặn chắc chắn. Đấy, mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Hàng ship đi toàn quốc, cho các bác xem và kiểm tra hàng trước nhé. Rồi, xin chào các bác.